Xin chào Mai Anh. Xin chào Việt Anh. Không biết là từ nhà Việt Anh qua đây có mất nhiều thời gian không? Nhà Việt Anh ở trung tâm thành phố, qua đây khá là tiện và đường hôm nay cũng thông thoáng nữa. Như Việt Anh đã thấy đấy, bây giờ thì chúng ta đang đứng trước tòa R102 thuộc phân khu The Zen Park. Hãy cùng vào bên trong để khám phá nhé. Việt Anh thấy không gian sảnh chờ rất là sang trọng, có khu vực lễ tân, bàn ghế sofa và cả tủ thư nữa. Chưa hết đâu, nếu mà đi sâu vào bên trong thì Việt Anh còn thấy phòng sinh hoạt cộng đồng nữa cơ. Và ngày hôm nay thì Mai Anh sẽ đưa Việt Anh khám phá căn 1 phòng ngủ cộng 1 với rất nhiều những tiện ích và không gian sống trong lành. Hãy cùng tìm hiểu nhé. Việt Anh thấy không, trong thang máy có tới 3 camera an ninh và khi chúng ta đi dọc hành lang thì có rất nhiều hệ thống báo cháy cũng như là những bình cứu hỏa ở những vị trí dễ thấy để cư dân có thể dễ dàng tiếp cận trong những tình huống khẩn cấp. Ngoài ra thì Việt Anh cũng thấy hành lang khá rộng rãi và thông thoáng. Nếu cư dân có nhu cầu vận chuyển đồ đạc thì cũng rất dễ dàng và tiện lợi. Chúng ta đến nơi rồi đây, căn hộ mẫu mà ngày hôm nay Mai Anh muốn giới thiệu là căn hộ 5A hay không? Các căn hộ một phòng ngủ cộng 1 tại phân khu The Zen Park thường có diện tích từ 43,1 đến 47,9m², gồm phòng khách, phòng bếp, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một lô gia và khu vực cộng 1. Với không gian thiết kế của căn hộ 1 cộng 1, nơi đây là lựa chọn phù hợp cho những người trẻ sống một mình, những đôi vợ chồng mới cưới, kể cả ông bà thích sống trong cùng một khu vực với con cháu mà vẫn có không gian riêng. Khi bàn giao tới khách hàng thì căn hộ này đã có sẵn những gì vậy Mai? Như Việt Anh đã thấy, căn hộ này được bàn giao theo tiêu chuẩn Ruby của chủ đầu tư Vinhome, bao gồm trần thạch cao có điều hòa âm trần, cửa sổ có kính cường lực và khung nhôm sơn tĩnh điện. Cửa chính và ngăn phòng dùng gỗ công nghiệp chống cháy này. Bếp và phòng tắm được trang bị đầy đủ nội thất liền tường, bình nóng lạnh. Đặc biệt, hệ thống chuông cửa của mỗi căn hộ đều được kết nối xuống tầng 1 và tầng hầm nữa đấy. Vậy thì bây giờ Việt Anh và Mai Anh sẽ cùng làm một tour khám phá căn hộ này nhé. Khu vực bếp được bố trí nằm gần cửa ra vào. Với thiết kế theo layout chữ L như thế này thì việc di chuyển và nấu nướng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Theo tiêu chuẩn bàn giao, bồn rửa chén bát và tủ bếp đều đến từ thương hiệu Grenze, một thương hiệu nổi tiếng khắp châu Âu hoặc tương đương. Khu vực bàn đá thì Việt Anh thấy khá rộng rãi, nếu để thêm một chiếc máy rửa bát và một nồi chiên không dầu thì vẫn đủ chỗ. Bàn tròn để ở đây cũng khá là hợp lý, nếu mà chúng ta ăn uống sinh hoạt thì vô cùng thoải mái, ngoài ra thì còn tiện lợi cho việc dọn dẹp nữa. Bạn đứng từ nãy đến giờ rồi, bây giờ mời Việt Anh cùng ngồi xuống nhé để Mai Anh giới thiệu về không gian của phòng khách. Và như Việt Anh có thể thấy, phòng khách được thiết kế trên cùng một mặt sàn với phòng bếp và phòng ăn, tạo thành một không gian mở vô cùng thoải mái. Và điều này chắc chắn là sẽ giúp cho việc trang trí và sắp xếp nội thất trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra thì một điểm Việt Anh khá là thích ở căn hộ này, đó chính là gam màu trầm, rất hiện đại và sang trọng. Chắc chắn là Việt Anh sẽ tham khảo để về thiết kế cho căn hộ tương lai của mình. TV ở phía này cùng với bộ sofa và bàn trà được thiết kế và bố trí khá là hợp lý. Vì anh nghĩ rằng là tối đi làm về nằm trên chiếc ghế dài, nhâm nhi một tách trà và xem những bộ phim mình thích thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Mai Anh biết là Việt Anh rất quan tâm đến view bên ngoài của căn hộ khi mà chọn mua nhà. Và nếu như mua nhà ở Zen Park thì mọi căn hộ đều có hướng nhìn ra đẹp mê ly luôn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng ra lô ra để xem là view của căn hộ này thế nào nhé. Kia chính là vườn Nhật nội khu tại Zen Park. Việt Anh thấy có hồ cá koi này, cây bonsai này, chiếc cầu gỗ này và cả cổng torii nữa, rất là đẹp. Bản thân Việt Anh thì là một người rất là hâm mộ văn hóa Nhật Bản, thế nên view này chắc chắn là đã chinh phục Việt Anh rồi đấy. Tại căn hộ này thì Việt Anh có thể cảm nhận được sự thư giãn, tĩnh tại và ngắm view vườn Nhật ngay trong chính phòng ngủ nữa. Hãy cùng tham quan không gian này nhé. Điểm cộng lớn nhất của thiết kế căn phòng này là cửa sổ lớn để tăng độ mở cho không gian. Cư dân sống tại đây có thể tận hưởng không khí tự nhiên, trong lành, khiến tinh thần rất sảng khoái. Không những có tầm view đắt giá, thiết kế phòng ngủ thế này còn đón được rất nhiều ánh sáng và gió trời, giúp tiết kiệm năng lượng điện, tạo nên một không gian sống thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Nhà vệ sinh chung trong căn hộ ở đây này Việt Anh, trước khi bàn giao đã được lắp đặt đầy đủ toilet, bồn tắm đứng, lavabo rửa tay, tất cả đều của thương hiệu Grohe nổi tiếng. Ngoài những thiết bị chất lượng thì bên trong nhà vệ sinh cũng được chủ đầu tư lát gạch ceramic, chống trơn và không bám bẩn. Còn đây chính là khu vực cộng 1 mà Việt Anh đang rất tò mò đây. Gia chủ có thể thiết kế hoặc là bài trí tùy theo sở thích hoặc là nhu cầu sử dụng. Như khu vực cộng 1 của căn hộ này thì Việt Anh thấy đang được thiết kế phục vụ cho cư dân nhí giống như một phòng ngủ thứ hai. Phía dưới là bàn học, phía trong là tủ để đồ, phía trên là giường nằm. Không gian được tận dụng một cách tối đa nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Sở
Sau khi tham quan căn hộ thì Việt Anh cảm thấy như thế nào? Việt Anh cảm thấy căn hộ này là một sự lựa chọn tối ưu dành cho những người cũng ưa chuộng phong cách sống hiện đại giống như Việt Anh. Và bật mí một thông tin cho Việt Anh cũng như cho quý vị khán giả, đó là chủ đầu tư Vinhome đang có rất nhiều những chính sách bán hàng hấp dẫn. Nên nếu như quý vị hoặc là Việt Anh muốn trở thành cư dân của thành phố Biển Hồ thì hãy ngay lập tức liên hệ với nhân viên tư vấn và chọn căn ngay thôi. Và cảm ơn Mai Anh ngày hôm nay đã giới thiệu cho Việt Anh và quý vị khán giả căn hộ 1 phòng ngủ cộng 1 tại khu The Zen Park. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!